Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu tin bão năm 2021 sẽ có ngay sau đây là tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, trưa nay ở khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 13 giờ phổ biến là 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng từ 24 đến 27 độ phía bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, nên ngày mai ở khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 17 giờ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 4 tháng 7. Ở Trung Bộ, từ ngày 5 tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng dịu dần. Cảnh báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Tiếp theo là phần tin bão sớm. Thưa quý vị, theo như dự báo trong các bản tin trước đó mà chúng tôi đã đưa ra nhận định, theo thông tin được cập nhật mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nhận định xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến ngày 20 tháng 7, trong thời kỳ này có khả năng xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Thì hôm nay, theo như mô hình dự báo, bão sớm CFF có khả năng đến khoảng từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 7 trên vùng biển phía đông đảo Luzon Dông, Philippines sẽ hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có khả năng vượt qua phía bắc đảo Luzon Dông và đi vào Biển Đông nước ta và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày sau đó. Không loại trừ áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo bão sớm. Tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin bão này trong những bản tin tiếp theo. Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì trong năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hình thành hoạt động trên khu vực Biển Đông tương đương với trung bình nhiều năm, tức là khoảng từ 10 đến 12 cơn. Trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Dự báo hàng dày về mưa ở khu vực Hà Nội. Từ nay đến ngày 4 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm 4 và ngày 5.
sau đó mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Dự báo hàng dày về mưa ở khu vực phía Tây Bắc Bộ. Từ nay đến ngày mùng 4 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Trung du và đồng bằng ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng Trung du và đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Dự báo hàng dày về mưa ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Từ nay đến ngày mùng 4 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm ngày mùng 4 và ngày mùng 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo hạn dày về mưa, từ nay đến ngày mùng 4 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm mùng 4 và ngày mùng 5. Từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống đến khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Nam từ 33 đến 36 độ. Dự báo hàng dày về mưa khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Từ nay đến ngày mùng 5 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo hạn dày ở khu vực Tây Nguyên, từ nay đến ngày mùng 3 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ngày vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống đến khu vực các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo hàng dày về mưa ở khu vực Nam Bộ. Từ nay đến ngày 9 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết biển, vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa thì 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa thì 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.